Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đi nhặt rau muống để chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Rau muống này mình sẽ nhặt và nấu với lại lá ngổ nha các bạn. Mình nấu với rau ngổ ngon lắm. Rau muống này là mình hái ở trong ruộng về đây. Non lắm nhá các bạn này. Trưa nay mình sẽ cho mọi người ăn cái rau muống nấu canh. Non lắm, trời mưa xuống ăn rau muống non mơn mở này, cấu nó kêu tách này. Mình thích ăn rau muống nấu với lá ngổ lắm, nấu với đấy ngon lắm, ngon hơn là nấu với tỏi. Non nên là non này. Mà cái loại rau muống lá chè này ăn ngon hơn là rau muống lá to nhá các bạn. Chưa rồi, 1:30 rồi. Vội vàng phải nấu cơm. Đây là lá ngổ này, đây rau muống này, mình mang đi rửa. Mình sẽ xào vào cái nồi này, nấu canh thì mình sẽ xào vào cái nồi này. Mình đổ nước cho nó dễ. Xà mỡ này. Ừ.
Đây là rau ngổ, những cái rau ngổ tím cho sau nha các bạn. Mình cho bán ngổ với rau mới trước. Cho 2 muỗng hạt lên. Mình lần ăn luộc nhiều nó chán này, hôm nay mình quay ra mình nấu canh, vào lên để nấu canh. Nhưng mà cho cái lá ngổ này vào, hương vị của nó thơm, đặc trưng, ngon lắm. Đúng rau muốn nấu canh với lá ngổ luôn. Mình sẽ ăn thấy người thấy thích người cái mùi thơm cái lá ngổ. Thịt cá cơ sơn hào hải vị không ngon không biết như nào nhưng mà cái mùi vị đấy rất là hấp dẫn. Rau muống trời mưa em chăm tưới phân là nước nó xanh, rau nó xanh lắm các bạn này, rất là ngon luôn. Đấy, bây giờ mình bắt đầu mình cho lá ngổ vào mình đảo cùng. Đây, đây là cây là rau ngổ rất là thơm nhé các bạn, mình cho vừa phải thôi cho nhiều con nó đắng nhé. Tả cùng với nó đi xong rồi mình đổ nước ra. Tôi cho thêm mấy cái nữa. Thường mình hái nhiều quá, mình không dám cho nhiều, ăn nhiều sẽ đắng. Rau xanh chưa các bạn? Rồi, bây giờ mình đi đổ nước vào. Mình phải đổ một bát. Thế là mình đun sôi là mình đã có được một nồi canh nhé. Bữa trưa nay của gia đình nhà mình đấy. Thôi, video mình xin dừng tại đây. Hẹn các bạn video tiếp theo.